bên chị không ai, bên chị hết vàng gì. Chị ơi chị đừng có cúi, chị cúi cúi quá em đó. Chị lậu hàng rồi chị ơi. Chị lậu lậu hàng rồi. Thôi hôm nay vừa chị coi chừng nó nổ cặp ngực. Hôm nay thì chị thông cảm cho em nha, em quay bằng cái app thường em. Trời ơi không có được nha, tôi kiện dạ, nha. Dạ. Cái gì vậy trời? Đang xin phố đâu. Bán mỹ phẩm mà quay cam thường thì sao mà bán được, không biết nha. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn chị Su đây hôm nay thì đối diện với lại luôn. Chị bảy màu luôn trên đầu chị, nói chung là chị từ đầu tới chân là màu bảy màu luôn đó. Bây giờ chị giải thích giùm em cái câu là chạy truyền thông nè. Ngày hôm nay là cá bảy màu với lại chị Cảnh Thắng với Cao là bị mấy anh em bắt nhốt tại quán cà phê rồi cả nhà, không chạy thoát nữa nha. Ủa quên nữa, nãy anh em có không bơm đâu vậy? Nó là lộ hàng, em thấy lộ hàng, lộ nha. Lộ nha. Cái nữa. Trời ơi, lộ hàng nữa. Trời ơi, banh nó ngay cho banh đi bây giờ đi. Mặc cái banh hả? Không có điều. Hồi nãy không có điều. 386. Dạ, 386 Lê Trọng Tấn á mọi người. 386 Lê Trọng Tấn ủng hộ. 386 Lê Trọng Tấn nữa rồi. Tham cà phê nữa rồi. Chị bảo là mọi người chạy truyền thông. Thật sự mà nói là không lẽ mấy cái đài truyền hình mà cũng chạy được nữa sao, hay thiệt chứ. Ủa sao vậy ta? Nãy hỏi mà chị không trả lời luôn. Sao em quay MV em không biết. Mọi người có tin đó đâu. Quán cà phê ấy không vậy? Quán cà phê này có bán sữa không? Khán giả đi vô có hỏi em vụ mà bán sữa giảm cân bị triệu tập hoài luôn á. Cái gì? Lele sáng giờ bị triệu tập hả? Ờ, anh không nghe nói luôn á, ừ, có lên báo chưa? Không biết, khán giả cứ vô hỏi quá trời, sáng giờ quay MV không biết. Cái gì vậy không? Khán giả cứ vô nói le le sáng giờ bị triệu tập. Đi hả? Ờ, mà em đâu, sáng giờ mình quay MV mình đâu biết gì đâu. Le le đi bắn me rồi. Ai em lên báo đi, lên báo coi thứ này có không? Báo pháp luật là có nha. Ờ, đúng rồi, nghe trang bụi thì có nghe. Rồi. Khi nào thấy báo lên chính thức thì nghe. Đây thì sớm nhốt mà. Đây là anh Võ Việt Băng nha cô chú anh chị. Anh Băng chào khán giả kênh em đấy, các anh Băng. Chào mọi người. Dạ. Chúc mọi người ngủ ngon. Cái gì vậy? Vô kênh tao chưa coi nó chưa đi ngủ. À, anh Băng, anh chị. Chị Trâm ơi, em 500 mấy người tôi rồi. Mắt hết xuống luôn rồi. Mọi người đang đo view. Cả nhà ơi, chị Trâm nhà nhớ vô lưu kênh của chị Bích Trâm với. Tại vì bà ít chơi TikTok á cho nên là bà bị flop. Trời ơi, like gì đâu mà có 6 7 người coi. Cảm ơn chị Su Ly nha. Trời chị Su Ly nãy giờ tặng hoa quá trời. Trời ơi, cái quy quy vậy xuống luôn. Dặn hả chị? Dặn quá. Dặn rồi. Like có 6 7 người với cái quy quy. Có màu xương nữa hả? Dạ có màu xương nữa nè. Có. Có sao đi tao. Dạ em đang lên nước em xin quay MV mà học chưa có ai cho cho xin một giây thôi. Chưa ai cho. Đại có bình phi bầu xôi đi cả nhà. Ba trăm có 16 người. Làm bầu rồi. Làm bầu rồi là cái nét diễn mình nó cứng rồi. Cứng rồi nên là khó làm diễn viên lắm. Chị ơi em 600 mấy rồi. Thôi mày thấy ghét mình tăng ra đi mày. Ông bầu này lâu đẻ quá chị. Bầu trời cái bụng tôi kìa, cái bụng này trên bán rồi mà không có đẻ. Chưa đẻ. Cảm ơn chị Xuân. Còn có gì không? Dạ còn chứ. Anh Quy nói cái ngày nào luôn? Ngày 9/9. Ngày 9/9 á. Trong lát anh xong bánh tơ đi canh ngạc bánh tơ đi. Dạ. Xong rồi anh sẽ nói ngày 9/9 cho mấy anh em đi xem. Ngày 9/9 là mẹ có một cái show tại điện quán. Dạ. 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 Dạ không, tên khó kiếm hả? Ờ. Dạ. Chị Polo, em cảm ơn mọi người đã vô đô bằng nhiêu. Anh nhảy lời em xin nha. Mấy tay. Anh Băng ơi. Dạ. Khán giả hỏi anh nè, anh nói nghĩ sao về bông hẹ. Lê Lê có thoát tội không anh Băng? Cái thứ nhất là nói về đạo đức. Về đạo đức con người đi. Dạ. Thì chắc chắn là vi phạm rồi. Dạ. Ở chuyện là tòa án lương tâm sẽ xử lý. Cái đó là cái bản án chung thân từ cả cuộc đời này. Phải dành cả cái cuộc đời này nếu như còn sống ở Việt Nam, còn kiếm ăn ở Việt Nam thì phải dành cả cái cuộc đời này để mà ăn năn sám hối. Thứ nhất là sám hối trước với những vong linh anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ hòa bình cho đất nước. Cái sám hối thứ hai là có lỗi với tất cả những người phụ nữ Việt Nam vì những cái lời nói đó nó vô hình chung gây ảnh hưởng đến cái hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam là một cái người phụ nữ giỏi giắng, siêng năng, biết hy sinh vì chồng, vì con, vì tổ quốc. Cho nên là cái tiêu chí mà người phụ nữ mà giống như mà một hoa hậu mà lên phát ngôn như vậy á, thì nó không xứng đáng là người đại diện của cái đẹp. Tại vì phát ngôn nó không hề đẹp.
Và còn vấn đề thứ hai nói về pháp lý, thì pháp lý thì vẫn cũng không phải là người ở trong ngành tư pháp cũng không thể có nhiều kiến thức hoặc là như thế nào để mà phán định rằng là đúng hoặc sai. Thì chỉ mong, đây là quan điểm cá nhân của Bân, thì Bân chỉ mong là luật pháp mình sẽ có một cái trừng trị thích đáng đối với người này, để thứ nhất là làm gương, tại vì đây là người đại diện cho cái đẹp, đứng đầu cuộc thi sắc đẹp, là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, là người có tiếng nói và có sức ảnh hưởng đến cộng đồng, cho nên là phải chịu trách nhiệm với những gì mình rất là ảnh hưởng cho đất nước của mình. Giống như là mọi người nghĩ là truyền thông nó rất là quan trọng, tại sao mà một cái quốc gia như là Bangladesh đó, hiện tại nó đang bạo động và sinh viên nó thống trị quốc gia, đó là một cái hệ lụy. Cho nên là nếu như những cái tư tưởng nó từ đầu mà không được dẹp loạn thì rất khó, nhiều thứ phát sinh ở tương lai mình rất khó đảm bảo được. Nhưng mà Bân là một người rất là yêu cái đất nước Việt Nam này, và Bân rất là muốn bảo vệ nó. Cho nên là với cá nhân là một công dân, con muốn lên tiếng để bảo vệ và gìn giữ những cái gì mà cha ông mình đã đánh đổi để mà có được cái hòa bình của ngày hôm nay. Cũng giống như là cái từ mà hát chế nhạo, cợt nhã, xúc phạm người già trên lai, và sử dụng ngay cả cái niềm kiêu hãnh, cái lòng tự tôn của dân tộc là cái bài quốc ca ra để chế nhạo, để xúc phạm người già, hoặc là sử dụng luôn cả cái câu là tổ quốc đi công chỉ để so sánh với cái hẹp của cô ra. Thì Bân thấy là đây là những thứ mà riêng là một công dân, với cá nhân Bân, Bân không tha thứ, và Bân muốn phải có một cái hình thức xứng đáng nhất, một cái kết quả xứng đáng và phù hợp nhất để làm gương, để cho những người khác sau này biết là thế nào là tôn trọng, biết đâu là ranh giới, và biết cái gì nên bảo vệ, cái gì nên nói và cái gì nên không. Đó, ngay cả mình là người nổi tiếng, mình có sức ảnh hưởng cộng đồng mà mình không kiểm soát được lời nói, thì làm sao những người dân, những người thiếu tri thức, thì người ta lấy đó là lấy ai để làm gương? Người ta thiếu tri thức, người ta nghe một người có tri thức nói gì, người ta học hỏi thì sao? Đúng không? Cho nên đó là quan điểm cá nhân của em. Còn chị mà chúng ta có bị xử lý hay không thì chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi pháp luật. Anh có nghĩ là cái chị Bảy Màu á, là chị lên tiếng, chị nói rằng á là cô Hoa Hậu không có cố tình hát chế lời quốc ca, và cô ta cho rằng phía bên mình là tấn công và chạy truyền thông, thì anh nghĩ như thế nào về cái lời nói, có phải là đồng phạm cùng với lại cô Hoa Hậu đó hay không? Đồng phạm hay không á, thì sau khi Sở Thông tin Văn hóa và Công an người ta vào cuộc xác minh thì người ta sẽ điều tra và xác thực. Còn riêng về nói cái cô Hoa Hậu Bảy Màu này á, mà để nói là chạy truyền thông, thì xin hỏi là cô ta lấy cái thông tin từ đâu mà xác nhận rằng là đây là chạy truyền thông? Và nếu như cô ta xác nhận rằng nếu là chạy truyền thông vì những cái trang báo chính thống như báo của quân đội rồi, người ta đã lên tiếng rồi, vậy thì những cái trang báo đó bây giờ có thể kiện cô ấy được không? Đúng không? Dạ đúng rồi, đài truyền hình đó anh, những đài truyền hình. Với lại là khi mà lời nói và hành vi của cô ấy á, một khi mà đã gây nên sự phẫn nộ của nhân dân rồi, đây là tiếng nói của đa số người dân Việt Nam, thì thử hỏi bây giờ truyền thông nào có thể thuê mướn được hơn nửa dân số nhân dân Việt Nam lên tiếng, đúng không? Dạ. Bây giờ mọi người thử lướt trên mạng xã hội đi, gặp 10 clip, hết 9 clip chửi cô ta rồi. Dạ. Ai thuê mướn được những người đó mà nói là chạy truyền thông? Bây giờ ai mà cũng có thể đem hành vi đem quốc ca ra để mà dùng nó để công kích, tấn công người già, xúc phạm và kỳ thị giới tính của người ta, đó, nó gây ảnh hưởng. Rồi xong rồi bây giờ lại nói là vô tình, rồi cứ vô tình xin lỗi là không có tội. Rồi thôi chịu đi, chuẩn bị bây giờ chuẩn bị đi quay rồi, có gì mình giao lưu lần nữa sau ha. Rồi cảm ơn anh đã chia sẻ nha. Vừa rồi là một vài lời chia sẻ của anh Võ Việt Băng ha cả nhà. Cô chú anh chị và các bạn mình cũng biết rồi, bông hẹ lắm cổ nhiều tiền, ngông cuồng của chú anh chị ơi. Đó, lên mạng livestream chế lời quốc ca, cộng đồng mạng lan truyền rất là nhanh những đoạn clip của cô ta, và cũng như là phẫn nộ yêu cầu cơ quan chức năng và cũng như là các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc để xử lý, mạnh tay xử lý triệt để.
Ngoài cái vụ việc với lại quốc ca, cô ta còn dùng cái từ tội quốc ghi công để so sánh và cũng như nói về cái bộ phận của người phụ nữ. Thật sự mà nói là tội chồng tội luôn cả nhà, tội chồng tội luôn. Đó. Thì những lời xin lỗi của cô ta thật sự là nó không có giá trị. Vì nếu ai mà cũng lên chới lời quốc ca và cũng như là có những thái độ đùa cợt như vậy mà xin lỗi thì xong chuyện á, thì nó thật sự mà nói đó là một cái hệ lụy ai cũng làm được, đúng không cô chú anh chị? Người ta cũng lên nói là tôi không có cố ý, tôi không có cố ý chế lời quốc ca, xin lỗi như vậy xong thì nó là một cái hệ lụy. Và cũng như là đây là một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho những anh chị mà nổi tiếng, những anh chị mà có tiếng nói cũng như là có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội đó. Cái sự lan tỏa hoặc là những cái hình ảnh của anh chị, những lời nói của anh chị lan tỏa rất là nhanh, sẽ gieo vào đầu những đứa trẻ nè. Và bên cạnh đó thì nó là một cái gì đó nó không có tôn trọng và xúc phạm đến lòng tự tôn dân tộc của mỗi người, của cô chú anh chị, và thậm chí là xúc phạm đến lòng tự tôn dân tộc và cũng như xúc phạm đến các anh hùng liệt sĩ nè, đã hy sinh xương máu mình, đã giành lại độc lập tự do cho chúng ta hôm nay. Cái từ tổ quốc ghi công nó rất là thiêng liêng cô chú anh chị. Hiện tại thì có rất là nhiều gia đình, cô chú anh chị mình gọi là gia đình mà cách mạng đó, những gia đình mà có truyền thống cách mạng và những gia đình mà có các anh hùng liệt sĩ, thật sự rất là phẫn nộ. Cái bằng tổ quốc ghi công được nhà nước trao tặng, một cái gì nó cao quý, một cái gì nó thiêng liêng, nhưng mà bà Bông Hẹ lại tiếp tục lần thứ hai xúc phạm đến từ tổ quốc ghi công. Ở bên cạnh đó thì mì cây, bà Bảy Màu đó cô chú anh chị, cho rằng cái lời, những lời lẽ của bà Bông Hẹ không phải là cố tình mà là vô ý, và cũng như cho rằng mọi người chạy truyền thông để dồn ép Bông Hẹ. Thì câu hỏi được đặt ra, bà Bảy Màu này, bà dùng cái từ chạy truyền thông, vậy thì hỏi ha, hỏi bà Bảy Màu, những đài truyền hình VTV, những đài truyền hình ở Trung ương và tất cả các đài truyền hình ở địa phương, những trang báo chính thống, báo An Ninh TV và những trang báo lớn, nó người ta đã đưa tin rồi, thì chạy truyền thông kiểu gì, có mua được hay không? Không lẽ bà Bảy Màu này bà mua được những cái trang báo đó sao, những đài truyền hình đó như vậy sao, mà bà si bụng ta ra bụng người cô chú anh chị? Đó là những lời nói mà thật sự để nhằm lấp liếm che câu chuyện thôi. Có phải Bảy Màu là một người đồng phạm hay không? Có phải cô ta là đồng phạm với lại Bông Hẹ hay không? Binh mà binh sai, binh vực là binh bất chấp luôn cô chú anh chị. Biết rõ là Bông Hẹ đã sai nhưng mà vẫn lên binh, binh vực một cách vô lý, cho rằng chạy truyền thông thì chạy cái kiểu gì, làm sao mà chạy được, đúng không cô chú anh chị? Rồi qua một cái câu chuyện khác, như là mới dạo gần đây, mới vừa đây thì em được nghe lan truyền là có một người du khống anh Linh Tý và chị Bích Trâm, cho rằng là hai anh chị rửa tiền giùm cho chị Ni gửi tiền để mua nhà gì đó, người bán nhà gấp gì đó. Thì đó là một cái lời du khống, khi nói và cũng như nói bất cứ điều gì và cũng như nói người khác thì cần phải có bằng chứng đưa ra cụ thể, nói vậy thì nói ai không được. Ví dụ em có thể nói ông thám tử Giang Mai, ông ta bị gọi là bị truy nã đi, ví dụ ông ta bị truy nã, vậy em nói không không mà em không có bằng chứng thì ai nói thì chẳng được rồi cô chú anh chị. Lên mạng mà cứ nói đại, nói càng nói bừa như vậy thì đâu có hợp lý, đúng không cả nhà? Đó thì vài lời gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình Bông Hẹ và cũng như là Bảy Màu, và cũng đó là cái lời chế quốc ca và cũng như đó cần cơ quan chức năng vào xử lý triệt để, răn đe và cũng như là có một cái bản án thích đáng dành cho bà này, chứ không thể nào bỏ sót tội của bà ta được. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình ở một cái video tiếp theo ạ. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều.